lộn không? Chơi vậy, chơi à? Chơi à? Bây giờ đâu? Ừ. Chơi vô mày, lên bờ quýnh lộn không? Chơi không? Tao chơi mà mày làm gì tao mày? Mày muốn chơi nữa không? Mày nhớ tao đi. Mày đã chơi chưa? Mày không. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đang quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay là thứ mấy các bạn ơi? Hôm nay chắc chắn là thứ ba rồi. Xin chúc tất cả các bạn có một buổi tối thứ ba thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe các bạn nha. Và lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay mình lại đối đầu với một vị xạ thủ có lượng sát thương cực kỳ là cao luôn các bạn ơi. Các bạn có nhắn tin với mình là John sấy đau lắm anh ơi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn một số mẹo cũng như là một số cách khi mà chúng ta đi đường đối đầu với chúng ta, đó là John, một vị sát thương sấy cực kỳ là đau luôn. Và vừa rồi là mạng chiến công đầu với chiến thuật cực kỳ là quen thuộc của top 1 Hayate các bạn ơi. Mà xin lỗi các bạn nha, hôm nay mình bị đau họng rồi cho nên là mình không có bình luận như mọi ngày cho các bạn nghe được, thì rất là mong các bạn thông cảm cho mình nha. Ok, và đây chắc chắn là mạng thứ hai. Ồ, chủ phi tiêu nó đi đâu vậy trời, thật là mù mắt người xem, xin lỗi các bạn nha. Và mình nghĩ là John chắc chưa về trong tình huống này đâu, chắc chắn là bây giờ sẽ có một pha băng trụ đi các bạn ơi. John là một vị xạ thủ có lượng sát thương cực kỳ là cao ở giai đoạn cuối game. Tuy nhiên đổi lại thì ở giai đoạn đầu game John cần được farm các bạn ơi. Vì giai đoạn đầu game John rất là yếu, đặc biệt cực kỳ yếu luôn. Cho nên đây là cái giai đoạn mà mình hành được John ha. Và đối với chất tướng của Hayate thì bạn hoàn toàn có thể tự tin John là cái con mồi béo bở nhất ở cái giai đoạn đầu game. Thực sự ra khi mà người ta biết John là mình biết ngay Hayate thôi các bạn. Cực kỳ ăn John ở giai đoạn đầu game là cực kỳ dễ dàng luôn. Và lưu ý một điều là John có một hiệu ứng khống chế đến từ chiêu 1 nha, hiệu ứng đẩy lùi. Thì các bạn lưu ý khi mà John sử dụng chiêu 1 rồi thì đây là thời điểm mà chúng ta sử dụng chiêu cuối ha. Ở giai đoạn đầu game thì các bạn dễ dàng khắc chế được John một cách dễ dàng rồi đúng không nè. Vậy ở giai đoạn cuối game thì như thế nào? Ở giai đoạn cuối game John sấy cực kỳ là đau luôn. Nếu mà các bạn bị dính khoảng tầm 2 sấy của John thì chắc chắn là các bạn phải lên bảng điểm số. Nhưng mà có một điểm yếu là tức là John phải đứng lại để sấy và chỉ sấy ở một cái hướng nhất định thôi. Cho nên là về cái giai đoạn cuối game các bạn hạn chế đứng ở một vị trí quá 2 giây khi mà solo với John ha. Vậy cụ thể là như thế nào? Khi mà các bạn solo với John, các bạn đánh thường hoặc là trùng chủ phi tiêu, sau đó các bạn nhanh chóng sử dụng chiêu 2 hoặc là chiêu cuối kết hợp với cái tốc biến. Làm thế nào đó để các bạn ở một vị trí các bạn đừng quá 2 giây. Vì nếu mà các bạn đứng lại ở một vị trí quá 2 giây thì ngay lập tức các bạn sẽ ăn phải một cái sấy của John. Và lúc này cái máu của bạn sẽ nó tuột đi rất là nhiều. Đồng thời cho lại nếu mà John lên cung tà ma thì sẽ cho John cái khả năng hồi phục rất là nhiều. Cho nên các bạn hạn chế đứng ở một vị trí quá 2 giây. Lưu ý điều đó ha, là phải nhanh nha, mọi thao tác của chúng ta phải nhanh. Và tất nhiên rồi, John không có khả năng di chuyển, không có khả năng cơ động nhiều. Cho nên là John rất dễ bị ăn trọn phải cái anti của chúng ta ha. Mà ăn cái anti của chúng ta khoảng tầm 3 đến 4 giây thôi là John sẽ đi bụi ngay thôi. Thì đó là một trong những cái mẹo cơ bản khi mà các bạn solo đường với John ha. Ở level đầu cứ thẳng mặt mà đánh John thôi. Tại vì ở level đầu John rất là yếu. Ở giai đoạn cuối và giữa game thì các bạn phải nhanh tay di chuyển, kết hợp với cái tốc biến và chiêu cuối của mình để hạ John một cách nhanh nhất có thể. Hạn chế đứng ở một vị trí quá 2 giây các bạn khi mà solo đường với John ha. Và dĩ nhiên rồi, khi mà các bạn xanh các bạn đè lên thì các bạn đi như thế nào các bạn cũng đúng cả. Ok, và đó là tất cả những cái kinh nghiệm của mình khi mà mình đối đầu với vị tướng John, một vị tướng có khả năng sấy cực kỳ là tốt ở giai đoạn cuối game các bạn ơi. Và nếu mà các bạn thấy hay, các bạn thấy hợp lý thì các bạn cho mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì mình xin phép là ngưng bình luận ở đây để các bạn xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. I'm
just to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close every minute in this hourglass, you hold. I probably shouldn't say this.